buồn xuống dưới anh hoàng hôn, chỉ còn mình ta tương tư hình dung thăm căn bụi trốn. Dồn lệ năm nhi rất khi người đi, lòng này hoang vu không ai hiểu thấu cho kẻ tình si. Ly rượu cay nồng say rót cho vơi đây, thừa tình đôi ta sau này cuồn quay chỉ mong dài bay. Như làng mây trên trời cao cứ thế bay bay, vì ngày vu quý em theo người ta đắm say tình nồng. Bên sông xưa còn ai hoài ngóng về bóng hình, thiềm cưới pháo hoa ngày vu quý người cùng chiêng bay xinh. Chỉ cần ngắm em một lần thôi người má hồng gót ngàn. Đến hôm nay chẳng còn gì để luyến lưu, em cũng thấy vỡ người ta. Vậy để chúng em bên tình làng cùng ai. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Aiwa LCX-MT22. Chức năng chính của dàn này là CD hoạt động ok, MD không đọc. Phía sau dàn hỗ trợ ngồi AUX, hai đầu Avera 3.5, dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Mình vừa nghe một đoạn nhạc trẻ qua chức năng AUX kết nối điện thoại. Ở đây mình nhắm vào vị trí này, AUX nè, thì mình sẽ chuyển ngõ để nghe được qua chức năng này. Trên dàn này mình có thể chỉnh được tăng bass. Đây, mình xoay bằng cái núm này nha. Mình muốn tắt hay là mở là qua cái núm vặn này. Và chỉnh được chế độ lọc âm equalizer. Rất là nhiều chức năng chỉnh trên này luôn nha. Kích thước của bộ dàn này như sau. Chiều cao của lo là 24cm. Chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20-30m². Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Vui lòng đừng cắm nhầm 220. Các bác có thể lấy điện 100V từ đổi nguồn hoặc từ ống áp ra sử dụng cho bộ dàn đều ok. Do chỉnh được bass, chỉnh được lọc âm trên bộ dàn nên chất lượng âm thanh rất là hay, vừa hay vừa nịnh tai. Mình nghe đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, nhạc trẻ lẫn nhạc đen đều ok. CD thì nó nằm phía trên này. Ở đây nó có chữ CD open nè, mình nhắn vào đây. Dễ dàng bỏ đĩa vào nha. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc vào Zalo, nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xuất hàng toàn quốc qua bưu điện, các bác có thể cọc trước giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu mình chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho các bác một nhợ dây, hai đầu Avera Jack 3.5, dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính nha. Bây giờ em sẽ test nhạc qua CD, rồi em quay mặt sau cho các bác xem luôn nha. Say giấc mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi, em đang đổ trắng tròn từng ngày qua phố. Em trắng cả đường về, lá thư ướp mộng học cho mối tình xanh như khúc hát. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn, góc cạnh của loa rất là đẹp mà hình thức dàn cũng rất là mới nha. Công suất của âm ly là 40W, công suất loa không thấy ghi trên loa, chỉ thấy ghi trợ kháng là 6 ohm thôi. FM của dàn là 108 bắc full Đài Việt Nam. Đây là ngọn AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. Đỏ mình ghim theo đỏ, trắng mình ghim theo trắng, một đầu còn lại mình cắm vào thiết bị ngoại vi nha. Và hỗ trợ ngọn sub out để kết nối sub điện rời, tăng dãy âm trầm. Đây là tổng thể mặt sau cả bộ dàn rất đẹp. Bây giờ em xin kết thúc clip. Mua hàng cứ liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng giúp em.